chương 451, phá trận. Hai ngọn đèn đỏ tới gần tường viện nháy mắt, ngoài tường âm phong thác mà dựng lên, mắt thường có thể thấy được phong toàn, từ dưới lên trên nâng đèn lồng không cho hai ngọn đèn đỏ rơi xuống đất. Vương đồ tể trong tay huyết cây quạt, liên tục đi xuống đè thấp vài lần, hai ngọn đèn đỏ chỉ là ở không trung chấn động, lại như thế nào cũng khó có thể lại tiến thêm một bước. Diệp Dương dùng ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng gõ vài cái, ta tay phải hai ngón tay đi theo tịnh chỉ thành kiếm, ở chính mình ngực vị trí thượng hướng ra phía ngoài một hoa, cục lấy chính hoàng trảm mệnh đao dây thường liền ở ta đầu ngón tay băng thành hai đoạn, trảm mệnh đao ở ta sau lưng đảo hướng về phía mặt đất. diệp dương nguyên bản ấn ở trên mặt đất ngón tay hướng về phía trước một chọn tiếp được chui đao thanh đao cấp chọc vào trong tay. diệp dương trường đao vừa mới đứng lên tới, ta liền hướng phong nếu hành truyền âm nói, trong chốc lát động thủ, ngươi coi chừng kia chỉ mèo đen. tất yếu thời điểm xử lý nó. phong nếu hành mày thoáng vừa động liền khôi phục tới rồi nguyên lai like bộ dáng. ta nhẹ nhàng gõ mặt đất hướng diệp dương đưa tin, có nắm chắc sao? Diệp Dương đánh chui đao thanh âm cũng đi theo truyền tới, tam thành nắm chắc. Ta tiếp tục gõ mặt đất, ta cho ngươi thêm hai thành. Vậy đủ rồi. Diệp Dương lần này không có đánh chui đao, mà là trực tiếp cùng ta trở về lời nói. Miêu, mèo đen kêu một tiếng lúc sau, trừng mắt nhìn về phía Diệp Dương, chính là Diệp Dương cũng đã khôi phục tới rồi ban đầu cái loại này gần sóng bất kinh trạng thái. Ngay sau đó Giang, vương gia đại trạch viện môn ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, vương gia hai phiến đại môn ở cự lực đánh sâu vào dưới, giống như hai thanh cự đao, thẳng đến ta trước mắt đánh sâu vào mà đến. Đao khởi, mười nhận ngang trời, ta một chưởng phách về phía mặt đất nháy mắt, trước đại môn mặt đất tức khắc tuôn ra mười đạo đao phong, hình bán nguyệt đao khí cuốn động tua nhỏ trời cao rít lên, cùng hai phiến bay tứ tung đại môn va chạm ở một chỗ. Hai tất hậu cửa gỗ tức khắc bị đao phong chém thành mấy khối, mở tung đầu gỗ không chỉ có lực đạo chút nào không giảm, hơn nữa ở không trung phân tán mở ra, che trời lấp đất đánh hướng về phía đạo thứ hai sát trận. Hỏa khởi, diễm sĩ trời cao, ta đệ nhị chưởng phách về phía mặt đất chi gian, vốn nên che ở trong viện đạo thứ hai sát trận lại không có thể kịp thời phát động, từ không trung bay tới một khối trực tiếp đụng phải sát trận mắt trận. Một khối hướng trận, đổ vang nổi lên bốn phía, ta cũng đi theo phun ra một nguồn máu tươi, nghiêng người đảo hướng về phía mặt đất. Ta bị trận pháp phản vệ, lại chưa quên đi hộ đèn dầu. Ta một tay chế trụ đèn dầu bên cạnh chi gian, lòng bàn tay như là chụp đèn giống nhau gắt gao bảo vệ đèn thượng hỏa điểm kia một thốc ngọn đèn dầu lại không lưu tình chút nào liệu thượng ta lòng bàn tay, da người bị đốt rọi khí vị từ ta trong lòng bàn tay bốn phía dựng lên khi, ta khóe mắt dư quan trung cũng xuất hiện một đôi màu đen giả chiến dày. Người rơm. Ta chỉ là hướng đối phương mắt cá chân thượng nhìn lướt qua, liền thấy lộ ở dày ban bên ngoài rơm rạ. Chờ ta lại quay đầu khi, kia chỉ bị ta dùng huyết bi sống người rơm, đã đứng ở ta trước người, trên mặt không biết khi nào nhiều ra một trương dùng huyết họa ra tới người miệng. Người rơm mang theo nhẹ nhẹ cười lạnh, một chân dẫm ở ta mặt khác một cái cổ tay, ngươi không nghĩ làm ta đoạt ngươi mệnh, nhưng ta đã sống, ngươi nên đem mệnh cho ta ta cái thứ nhất phản ứng chính là lạnh giọng quát hộ đèn các ngươi hộ không được lúc này đây người nói chuyện không phải người rơm mà là vương đồ tể vương đồ tể đã bị một đạo bóng trắng cấp đè ở trên mặt đất bên ngoài khóc tường kia nói quỷ hồn đã vào được nàng mục tiêu chính là vương đồ tể phong ta muốn đi kêu phong nếu hành thời điểm lại thấy mèo đen từ sau lưng ôm phong nếu hành cổ hai chỉ chân trước đồng thời ngăn chặn phong nếu hành yết hầu mèo đen chỉ cần hơi một phát lực chờ phong nếu hành chính là bị cắt yết hầu tiêu huyết kết cục khống chế phong nếu hành mèo đen nghe thấy ta kêu người khi còn không quên quay đầu đối ta cười lạnh ngươi còn tưởng kêu ai ngươi có thể nhìn xem ngươi kia đồng bạn phía sau có cái gì diệp dương phía sau có cái gì có một cái dơ gậy gộc bóng người người nọ lại giống ba ngày giống nhau vô thanh vô tức xuất hiện ở trong viện trong tay dơ một cây gậy nhắm ngay diệp dương cái gáy màu đỏ sậm gậy gỗ thượng tản mắt ra nhẹ nhẹ huyết tinh đón gió mà đến khi mèo đen thanh âm lại lần nữa vang lên ngươi còn có cái gì bản lĩnh vô dụng ra tới Ta còn tưởng rằng danh chấn giang hồ hai giới đường, có cái gì khó lường bản lĩnh. Không nghĩ tới, các ngươi ở chủ nhân trước mặt, liền một cái hiệp cũng chưa chống đỡ. Lên đường đi. Có người ở trên đường làm bạn, cũng không tính tịch mịch. Diệp Dương bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi không muốn biết, ta vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì sao? Mèo đen trên mặt tựa như người giống nhau lộ ra rối rắm biểu tình. Miêu chính là miêu, cho dù là thành khí hậu, cũng không đổi được tò mò bản tính, sự tình gì đều muốn thăm cái đến tột cùng. Diệp Dương một câu giống như là bãi ở nó trước mặt mồi, nó biết rõ bên trong tất giấu nguy hiểm, như cũ là nhịn không được muốn biết, nơi đó đến tột cùng có cái gì bí mật. Ngươi, mèo đen mới vừa nói ra một chữ tới, trên người miêu Mao liền đột nhiên dựng thẳng lên, trong mắt càng là toát ra mang theo sợ hãi sát khí. Mèo đen cũng không thoát khỏi chính mình bản tính, chỉ là nó ở người nào đó mệnh lệnh dưới, bị dọa đến tạc Mao, cũng không dám nữa quản cái gì bí mật, sát. Mèo đen quái kêu chi gian hai móng bỗng nhiên từ phong nếu hành ít hầu dưới xé rách mà qua. Diệp Dương phía sau người nọ gậy gộc, cũng bôn Diệp Dương sau đầu tạp rơi xuống. Chương 452, xoay ngược lại lúc sau. Nùng liệt sát khí ở tàn phá nhà cửa trung đột nhiên thoáng hiện, hừng hực chiến ý cũng ở chúng ta ba người trên người như hỏa cuồng châm. Khoảnh khắc. Gần là khoảnh khắc chi gian, hai cổ khí thế liền ở kích cỡ phạm vi chi gian mãnh liệt va chạm. Khí thế chi tranh, tuy rằng vô hình vô chất, lại có thể làm nhân tâm kinh sợ hãi. Sân giữa sở hữu âm hồn động tác đều vì này cứng lại lúc sau lần nữa bạo khởi, chúng ta hai bên tình thế lại ở kia một cái chớp mắt chi gian chợt xoay ngược lại. Miêu trảo từ phong nếu hành ít hầu xẹt qua chi gian, từ phong nếu hành trên người tuôn ra không phải ít hầu cắt đứt trầm đục, càng không phải máu tươi biểu phi tiếng vang, mà là một tiếng miêu trảo cùng kim loại cỏ sát phát ra chói tai tim thanh. Mèo đen tuy rằng không biết phong nếu hành khi nào ở chính mình ít hầu phía dưới ẩn dấu ván sắc linh tinh đồ vật, nhưng cũng biết chính mình kia một trảo chẳng những không có thể chế địch, ngược lại là đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm giữa, lập tức dùng chân sau vừa dẫm phong nếu hành phía sau lưng, lăng không phiên động vài vòng thẳng đến mặt đất rơi đi. Mèo đen chân trước còn không có chấm đất, đã bị phong nếu hành một phen nắm gáy kia khối da sao ở trong tay. Phong nếu hành sách theo mèo đen hai chân sai bước, lắc mình xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, đem mèo đen cử ở trong tay nên hướng về phía tạp hướng Diệp Dương trên đầu gậy gỗ. Khi chỉ mèo đen tức khắc ở phong nếu hành trong tay tạp mau, toàn thân miêu mau dựng ngược dựng lên, cái đuôi như là nháy mắt bành trướng vài lần, sở hữu móng vuốt tất cả đều từ thịt lót duỗi ra tới, giống như cương câu dựng ở giữa không trung lại như thế nào cũng tránh thoát không song phong nếu hành niết ở nó trên cổ bàn tay, trơ mắt nhìn kia căng gậy gộc nện ở trên đầu mình. Mèo đen ở giữa tiếng kêu gào thê thảm đi theo phong nếu hành cánh tay đi xuống chìm chi gian, ta chế trụ đèn dầu cái tay kia bỗng nhiên hướng ra phía ngoài vừa lật, đèn trung dầu thấp bị ta chấn thượng giữa không trung chi giang hóa thành một đạo tường ấm hướng người rơm trên người phô đệm chăn mà đi. Người rơm trên người tức khắc ánh lửa nổi lên bốn phía, ta nghiêng người bắt lấy người rơm hai chân ném hướng ngoài thân, hình người hỏa cầu bay tứ tung ba mét, cùng dịp dương sau lưng bóng người đánh vào một chỗ lúc sau, lại đồng loạt ác hướng về phía ngồi dưới đất Diệp Dương. Trầm tĩnh như nước Diệp Dương rút cuộc động, trong tay trảm mệnh đao bỗng nhiên về phía sau tung bay dựng lên, lưỡi đao bạo cuốn dưới giống như lưới đen một đen một trắng lưỡng đạo bóng người toàn bộ cuốn vào ánh đao giữa. Theo sau đi phía trước bay cuộn dựng lên ánh đao ở lướt qua Diệp Dương đỉnh đầu một khắc bạo trướng mấy thước, lưỡng đạo bóng người bị lưỡi đao lăn không cắn nát lúc sau, lại dung vào Diệp Dương ánh đao bên trong. Từ ta góc độ vừa vặn có thể thấy một đạo hồng bạch thay đổi trường đao thẳng dựng giữa không trung, ánh lửa, âm phong tạo thành thân đao, chợt hồng chợt bạch, đoạt nhân tâm phách. Âm dương một đường. Ta nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, Diệp Dương cũng có thể làm được âm dương lẫn nhau chuyển. Ta thái cực trảm, là bởi vì hắc bạch song đao mới có thể đạt tới âm dương cân bằng, Diệp Dương thế nhưng chỉ dùng một kiện không thuộc về chính mình binh khí liền làm được điểm này. Ta khiếp sợ chưa lạc, Diệp Dương ánh đao đã ở Ngụy Quân Dũng trên người đánh rớt mà xuống, đỏ đậm ngọn lửa, vô hình âm phong, lấy Ngụy Quân Dũng vì trung tâm hướng hai bên giận cuốn dựng lên, bài không mà động, hoành đẩy mấy thước, Diệp Dương lưỡi dao lại vừa lúc áp thượng Ngụy Quân Dũng giữa mày. Diệp Dương lạc đao một cái chớp mắt chi gian, ta tự hồ nghe thấy sợi tơ đứt đoạn tiếng vang, ở Ngụy Quân Dũng trên người chợt lóe mà qua. Ta ánh mắt cũng nhìn thẳng bị quỷ hồn áp đảo vương đồ tể, thẳng đến lúc này, một người một quỷ còn ở cho nhau bóp đối phương cổ dằn co. Phong nếu hành dẫn theo mèo đen, rút ra đoạn kiếm, cùng ta song song đứng ở cùng nhau. Ta trầm giọng nói, thứ vương đồ tể xương sườn, không giết người, ngươi có thể làm được sao? Có thể, Phong nếu hành chỉ là nói một tiếng có thể, chúng ta hai người thân hình liền đồng thời hướng vương đồ tể phương hướng điện xạ mà đi. Phong nếu người đi đường giữa đường, mũi chân đã là hàng mang chật lóe, ba tất trường kiếm phong ở phong nếu hành dày tim thượng bắn ra mà ra, lại hướng vương đồ tể xương sườn khe hở chi gian cấp thứ mà đi. Kiếm phong phá thể tiếng vang, từ vương đồ tể xương sườn truyền ra chi gian, phong nếu vân du bốn phương tim thượng đoạn kiếm lập tức lại tiếng nửa tất, hoàn toàn hoàn toàn đi vào đối phương xương sườn. Vương đồ tể máu tươi theo phong nếu hành dày tim ra bên ngoài nhỏ dọc nháy mắt, ánh ánh lục hỏa cũng từ vương đồ tể ngũ quan giữa bốn phía mà ra. ta lại vào lúc này giơ tay một chưởng vỗ vào quỷ ảnh trên người, chính là đem con quỷ hồn kia cấp chụp vào vương đồ tể trong cơ thể. phong nếu hành, coi chừng vương đồ tể, đừng làm cho nàng đã chết. ta ném xuống một câu lúc sau, vài bước cướp được diệp dương trước người, thế nào? diệp dương mặt trầm như nước nói, ngụy quân dũng mệnh là bảo vệ, bất quá không có thể xử lý họ bạch. ta duỗi tay ở ngụy quân dũng cổ phía dưới thử một chút, hắn còn có thể tỉnh lại sao? Diệp Dương khẽ lắc đầu nói, khó mà nói. Ta phải. Diệp Dương đang ở nói chuyện chi gian, ta đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân vang, đại khái có mười mấy hào người đang ở nhanh chóng hướng Vương gia đại trạch tiếp cận. Ta trầm giọng nói, đem người tất cả đều mang vào nhà cứu trị, nhất định phải làm cho bọn họ ở một nén ngang trong vòng tỉnh lại. Ta chính mình xoay người đi hướng đại môn, chúng ta mới vừa đứng ở cửa liền thấy trong đó một cái công chứng viên mang theo một đội nhân mã ngăn chặn Vương gia đại môn. Ta âm trầm gương mặt nói, các ngươi tới làm gì? đối phương duỗi đầu hướng vương gia trong viện nhìn thoáng qua phát hiện cái gì đều nhìn không thấy mới nói nói chúng ta phát hiện vương gia nháo tà đi lên nhìn xem nơi này đã xảy ra cái gì ngươi tránh ra đi chương 453, xoay ngược lại lúc sau nhị ta ánh mắt âm trầm nhìn thẳng cái kia công chứng viên nơi này đã xảy ra cái gì là chuyện của ta các ngươi không có quyền hỏi đến đối phương cười lạnh nói làm công chứng viên có thể giám sát các ngươi hai nhà so kỹ mỗi cái phân đoạn hiện tại ta muốn xác định vương gia đến tục cùng đã xảy ra cái gì Ta lạnh lùng nói, ba ngày lúc sau, các ngươi có thể lại đây nghiệm chứng thắng thua, hiện tại không được. Công chứng viên vừa muốn nói chuyện, người huyết đèn lồng ánh lửa bỗng nhiên bạo trướng vài thước, hồng quang nghiêng chiếu, đường núi như máu, một đạo hồng trang bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đường núi trung gian. Vương đồ tể. Công chứng viên thấy kia nói không nói bất động, sắc mặt trắng bệch bóng người lúc sau cười ha ha nói, vương đồ tể đều đã chết, ngươi còn dám nói vương gia không có việc gì. Đem lộ tránh ra, nếu không, lão phu lập tức phản bội ngươi chiến bại công chứng viên giọng nói xuống dốc ta đã hình cùng quỷ mị xuất hiện ở đối phương trong mắt trong tay loan đao trực tiếp hoành ở đối phương trong miệng lưỡi dao ngăn chặn khóe miệng thoáng về phía trước đẩy người nọ ngoài miệng tức khắc máu tươi chảy ròng ta ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm cái kia hai chân loạn rung công chứng viên nói ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe bốn phía thuật sĩ đồng thời lượng xuất binh nhận hướng ta súng lại mà đến ta trên tay trái loan đao lập tức ra khỏi vỏ không muốn chết đều cút cho ta ngươi nghe minh bạch không có trong miệng ngậm thanh đao công chứng viên liên tục gật đầu chi gian ta rút về loan đao, xoay người đi hướng đại môn, ta vừa mới đi ra ba bước, công chứng viên liền ở ta phía sau hô, lý phách, ngươi đã thua. Đối phương nói còn chưa dứt lời, ta xoay tay lại đao đã từ hắn trên cổ quét ngang mà qua, rơi trên mặt đất đầu người vẫn luôn theo đường núi lăn tiếng bụi cỏ, vô đầu thi thể mới phát gục trên mặt đất. Ta nghiêng dẫn theo loan đao, các ngươi khi ta nói dẫn sao. Trên núi thuật sĩ trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều sững sờ ở nơi đó, ai cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này, vội vàng tới rồi mã anh ký cũng mang theo người chạy tới ta trước mặt lý phách ngươi như thế nào đem công chứng viên cấp giết ta lạnh lùng nói không hiểu cái gì kêu công chính công chứng viên làm hắn tồn tại cấp thuật nói mất mặt xấu hổ sao mã anh ký sắc mặt khẽ biến nói ai cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào có người đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần mã anh ký trầm ngâm nói lương siêu tuy có không lo chỗ nhưng là ngươi cũng không nên giết người chuyện này ta không đợi đối phương nói xong liền giương tay đánh gãy đối phương ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Ba ngày lúc sau, các ngươi tiến vương gia phán định thắng thua. Ta thua, cấp cái kia họ lương bồi mệnh. Ta không có thua, hôm nay lên núi tiền ta phiền toái người, một cái đều đừng nghĩ chạy. Nếu, các ngươi công chứng viên liền điểm này công chính đều làm không được, lão tử hiện tại liền đem các ngươi tất cả đều lưu lại, trận này đánh giá, ta cũng không cùng các ngươi chơi. Ngươi, Mã Anh ký tức giận đến cả người loạn rung, hảo hảo hảo. Ba ngày lúc sau, lão phu nhất định tự mình dẫn thuật nói danh túc, trở lên vương gia thuật nói chủ trì công đạo ta chờ ngươi ta ném xuống một câu cũng không quay đầu lại hướng đi đại môn cùng lúc đó mã anh ký thanh âm cũng truyền tới làm được xinh đẹp nếu có cơ hội đem một cái khác công chứng viên cũng xử lý ta sẽ thay chúng ta người tới bạch gia thắng cũng là thua ta ngược hướng truyền âm nói không cần một cái thắng thua ta lý phách còn đánh cuộc đến khởi trong vòng ba ngày đừng làm bất luận cái gì công chứng viên tìm ta phiền toái đường chủ yên tâm mã anh ký mang theo người phất tay áo bỏ đi ta cũng chạy về vương gia đại trạch chờ ta vào cửa thời điểm phong nếu hành đã đem ngụy quân dũng cùng vương đồ tể song song bãi ở trên giường đất ngụy quân dũng hồn không trở về vương đồ tể hồn phách cũng như là tiêu tán một nửa ta đang ở cho bọn hắn cố định tàn hồn một nén nhang trong vòng có thể định trụ bọn họ tàn hồn chúng ta cho dù có một đường sinh cơ như vậy tốt nhất ta nghe phong nếu hành nói như vậy mới xem như buông xuống một nửa tâm tới ngồi ở giường sưởi bên cạnh điểm một cây yên kia chỉ miêu đâu Phong nếu hành đem mèo đen cấp sách lên, ở chỗ này. Bó thượng. Ta nhìn Phong nếu hành đem mèo đen cấp treo ở trên xà nhà lúc sau mới hoảng thanh nói, vương đồ tể hồn phách chỗ nào vậy? Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, con ngươi không nói, ta liền lột da của ngươi. Miêu, mèo đen kêu thảm thiết một tiếng lúc sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi hướng ta trong tay loan đao thượng nhìn lại đây. Ta thanh đao cấp thu lên, mèo đen còn không có tùng độc thuộc lòng khí, ta liền từ vương đồ tể da trên tường hái xuống một cây đao, đây mới là lột da đao. Yên tâm, Ta lột da thực chuyên nghiệp, bảo đảm có thể đem da của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột xuống dưới. Trải qua lột da việc người đều biết, lột da không thể dùng đao nhọn, đao nhọn lộng không hảo liền dễ dàng cắt qua da thú, cái loại này phía trước ngọn gió hơi thiên một chút, hoặc là mang theo độ cung đao, mới là chuyên môn lột da dùng đồ vật. Ta cầm đao đi đến mèo đen trước mắt, thanh đao phong đỉnh ở nó tráng thượng, nói, vương đồ tể hồn phách đến chỗ nào vậy? Mèo đen sợ tới mức nước mắt chảy ròng, trong miệng lại chỉ có thể phát ra miêu miêu mèo kêu, một câu tiếng người đều cũng không nói ra được. Diệp Dương mở ra đối phương mí mắt nhìn một chút, nó tu vi tan, nói không được tiếng người. Chương 454, xoay ngược lại lúc sau tam. Phong nếu hành kinh thanh nói, ta không hạ nặng tay. Nó. Diệp Dương dùng tay đè lại mèo đen bụng, nó phía trước hẳn là ăn qua thứ gì, như vậy đồ vật nát mèo đen nội đang, lại không có thể muốn nó mệnh. Mèo đen nghe đến đó không khỏi nước mắt trường lưu, trong mắt hối hận làm người không đành lòng một thấy. Ta ném xuống lột da đao nói, tính, đem nó để lại cho vương đồ tể đi rốt cuộc, đây là vương đồ tể linh sủng. Phong nếu hành lại vào lúc này hỏi, Lý Phách, ngươi từ tới rồi vương gia, cái gì cũng chưa làm, như thế nào sẽ nhìn thấu vương gia bẫy rập. Bởi vì này chỉ bổn miêu. Ta giơ tay ở mèo đen trên đầu chụp một chút mới nói nói, từ bạch người nhà xuất hiện bắt đầu, ta liền không tin tưởng quá bọn họ muốn làm cái gì đồ môn so kỹ. Bạch gia muốn tìm bạch hồng chấn địa hồn, căn bản không cần tới tìm vương đồ tể. Vương bạch hai nhà ân oán gút mắt liên tục trăm năm, Bạch gia cũng nhất định truy ra quá Bạch Hồng chấn mất tích dấu vết để lại. Ta không tin, bọn họ không hề manh mối. Nếu, Bạch gia muốn tìm Bạch Hồng chấn địa hồn, hoàn toàn có thể dựa theo chính mình nắm giữ manh mối đi tìm người. Bọn họ tới vương gia mục đích chỉ có một, đó chính là chuyên môn tới đối phó ta. Từ Bạch người nhà xuất hiện, ta liền biết bọn họ là buông ta tới, ta vẫn luôn bất động thanh sắc chính là muốn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phong nếu hành gật đầu nói, ngươi nói này đó, ta cũng nghĩ đến, nhưng ta không nghĩ tới mèo đen sẽ là vương gia nội gian, càng không nghĩ tới, vương đồ tể bản thân liền có vấn đề. Ngươi chừng nào thì xem thấu vương đồ tể chi tiết. Ta nói, bạch hàng bay lên sơn thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, hắn sẽ dùng biện pháp gì đối phó ta. Thẳng đến hắn đưa ra trả lại vương gia thi hài, buộc vương đồ tể cùng hắn so kỹ thời điểm, ta còn là không có hoài nghi quá vương đồ tể. Ta lúc ấy hoài nghi chính là ngụy quân dũng. Bạch hàng phi người kia rất là tự phụ, hắn chủ động nói ra chính mình thiện sử dụng âm mưu, chính là ở hướng ta khiêu khích hắn đối chính mình bố cục phi thường đắc ý cho rằng ta không có khả năng nhìn thấu kế hoạch của hắn hắn này phân tự phụ ngược lại là khiến cho ta cảnh giác bạch hàng phi trước khi đi phải đi ngụy quân dũng một đoạn tóc khi đó ta vô luận có đáp ứng hay không đối phương yêu cầu kết quả đều sẽ hoàn toàn tương đồng bạch hàng phi là phải dùng ngụy quân dũng hấp dẫn ta chú ý làm ta bỏ qua trước mắt vương đồ tể ta làm bạch hàng phi lấy đi ngụy quân dũng lông tóc chính là vì làm diệp dương cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem Ta nói chuyện chi gian quay đầu nhìn về phía Diệp Dương, lãnh cẩu, ngươi thành công không có. Diệp Dương khẽ lắc đầu chi gian, phong nếu hành nhịn không được, hai ngươi có thể đừng ở chỗ này nhi ve vãn đánh yêu sao. Hai ngươi về nhà lúc sau, ngươi kêu hắn cẩu cẩu, hắn kêu ngươi gâu gâu, như thế nào đều được. Hiện tại chạy nhanh nói chính sự nhi. Ta cùng Diệp Dương bị phong nếu hành tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, nhưng ta cũng biết, này không phải cùng nàng đấu võ mồm thời điểm, một nén nhang thời gian. Ta cần thiết đem chính mình sở hữu phỏng đoán đều công đạo rõ ràng, làm cho Diệp Dương cùng Phong Nếu Hành cho ta tra di bổ lậu. Lòng ta âm thầm cấp Phong Nếu Hành nhớ thượng một bút lúc sau, mới tiếp tục nói, Bạch Hàng bay đi lúc sau, khi nói Bạch Y Quỷ Hồn liền tìm thượng môn tới, thời gian nắm chắc đến gãy đúng chỗ ngứa. Nếu ta lúc ấy hơi có sơ hở liền sẽ rơi vào Bạch Hàng phi tiết tấu. Đem cái kia Bạch Y nhân trở thành là đuổi giết ngụy quân dũng quỷ hồn, do đó hoàn toàn bỏ qua rất vương đồ tể, làm nàng trở thành ta bên người nhất trí mạng ám tử. Bạch Hàng Phi đại khái chính mình cũng chưa nghĩ đến, ta ở ngụy quân dũng xuất hiện thời điểm liền tại hoài nghi vương đồ tể bị người điều bao phong nếu biết không giải nói ngươi là làm sao mà biết được ta không phát giác vương đồ tể không đúng chỗ nào a à? thần vận ta chỉ vào vương đồ tể nói nếu ta không có đoán sai nói bạch hàng phi ở chúng ta dưới mí mắt đánh tráo vương đồ tể sự tình liền phát sinh ở nàng nên đón vương gia tổ tiên thi hài tiến vào đại trạch thời điểm đó là vương đồ tể duy nhất rời đi chúng ta tầm mắt thời gian vương đồ tể tiếp hồi tổ tiên thi hài tất nhiên cảm khái vạn ngàn, sơ với phòng bị, hơn nữa bên người có một con mèo đen, nàng khẳng định sẽ trúng chiêu. Các ngươi có hay không phát hiện một chút, vương đồ tể tiếp hồi vương gia tổ tiên thi hài trở ra thời điểm, tuy rằng trên người còn có ban đầu kia cổ hào khí cùng xuất tính, lại không có nàng vốn nên có vũ mị cùng phong vận. Một người khó nhất bị bắt trước, không phải nàng ngoại hình cùng cử chỉ, mà là nàng đặc có thần vận. Lúc ấy bắt đầu, ta liền ở đề phòng vương đồ tể. Còn có chính là kia chỉ mèo đen. Vương đồ tể bị đổi đi lúc sau, khi chỉ bổn miêu liền không lại cùng nàng thân cận quá ngược lại có vài phần sợ hãi kính sợ ý tứ nó phản ứng không giống như là chủ nhân cùng sủng vật ngược lại như là thượng cấp cùng cấp dưới này liền càng làm cho ta xác định chính mình phán đoán thẳng đến vương đồ tể điều động đèn đỏ vây khoảnh khắc nói quỷ hồn thời điểm ta đã hoàn toàn có thể khẳng định vương đồ tể bị đổi đi vương đồ tể cây quạt không phải dùng để giết người đồ vật mà là nàng cầm lưu nhân dùng món đồ chơi hơn nữa nàng nhất am hiểu cũng không phải người huyết đèn lồng mà là vào đinh chính đao dùng cây quạt chơi đèn lồng, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Ta mang theo vài phần đắc ý nhìn về phía Diệp Dương cùng Phong nếu hành, Diệp Dương kia hóa cư nhiên tới một câu, tao khí người, ánh mắt xác thật không giống nhau. Diệp Dương, đây là tưởng thừa Diệp một nén nhang công phu, tức chết ta đi. Ta không cùng hắn chấp nhặt. Ta sắc mặt xanh mét nói, các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Chương 455, xoay ngược lại lúc sau 4. Phong nếu hành thanh thanh giọng nói nói, ngươi phỏng đoán ra tới sự tình, ta không sai biệt lắm nghe hiểu, bất quá, ta còn là không hiểu được, ngươi đem quỷ hồn đánh tiếng vương đồ tể trong cơ thể là có ý tứ gì. Ta cưỡng chế một hơi nói, ta nguyên bản ý tưởng, là đem sở hữu dấu ở vương gia địch nhân tất cả đều dẫn ra tới nhất cử tiêu diệt. Cho nên, ta theo Bạch Hàng Phi ý nghĩ bố trí thất tinh trận. Hơn nữa, cố ý lưu ra một cái huyết con rối khẩu tử. Toàn bộ bố cục chỉ có huyết con rối, mới là quay cùng mấu chốt. Ta sao có thể, cho ta chính mình làm được đồ vật phóng đảo. Nhưng là, mai phục tại chỗ tối đối thủ, sẽ không như vậy tưởng, hắn sẽ cảm thấy, ta sẽ không phòng bị chính mình con rối, nhất định sẽ lựa chọn dùng con rối giết ta. Con rối động, chính là ta phiên bàn cơ hội. Diệp Dương hiếp mắt nói, trước sau như một ngốc. Phong nếu hành cũng dựng lên ngón cái, người lá gan thật đại. Ta ở chính mình bên người bố trí huyết con rối, lại đem con rối bại lộ cấp đối thủ. Không thể nghi ngờ là tương đương đem một phen thượng thang thương giao cho đối thủ trong tay, lại đi đánh cuộc, kia viên viên đạn khẳng định ách hỏa. Ta cười hắc hắc nói, bất quá, làm ta không nghĩ tới chính là đối chúng ta ra tay người, thế nhưng có một cái vương đồ tể hồn phách. Ta cách cửa sổ chỉ chỉ trên mặt tường tách ra chỗ hổng, ở bên ngoài khóc tường kia nói hồn, chính là vương đồ tể bản nhân. Tiếng khóc thanh âm cùng nhau tới, ta liền cảm thấy nàng là ở nhằm vào trong viện cái kia thế thân. Lúc ấy, ta còn đang suy nghĩ, vì cái gì quỷ hồn sẽ đối thế thân có như vậy đại sát ý. Thẳng đến, đèn đỏ rơi xuống đất thời điểm, ta mới biết được, đó là vương đồ tể bản nhân. Ta ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, cái kia đổi đi vương đồ tể người, không dám ở chúng ta dưới mí mắt đem chính mình ứng tay pháp khí mang tiếng vào. Chỉ có thể dùng vương gia có sẵn đồ vật. Người huyết đèn lồng thuộc về vương gia, nhưng cũng thuộc về đồ môn. Thế thân có thể khống chế đèn lồng, thuyết minh, nàng hẳn là đến từ chính đồ môn, thậm chí là bạch gia đệ tử đích truyền. Nhưng là, người huyết đèn lồng dù sao cũng là vương gia pháp khí, nàng có thể sử dụng, lại làm không được dễ sai khiến, cho nên, vương gia đèn lồng mỗi lần đều nhìn như khí thế mười phần, rồi lại uổng có khí thế dựa theo lẽ thường đèn đỏ có thể khắc chế quỷ hồn cái kia thế thân vì không cho kế hoạch bại lộ trước chúng ta một bước dùng đèn đỏ áp đỉnh đi áp chế vương đồ tể đèn đỏ lại bị âm phong cấp thác ở giữa không trung khi không phải đèn đỏ quá yếu mà là đèn đỏ gặp gỡ vốn dĩ chủ nhân ta nói tới đây ngừng lại nếu ta không có đoán sai nói vương đồ tể bị người ám toán thời điểm kịp thời làm ra phản ứng nàng tuy rằng không có thể thành công phản kích nhưng là cũng không bị đối phương tiêu diệt hồn phách vương đồ tể hồn phách hẳn là giấu ở vương gia chỗ nào đó hẳn đến chúng ta cùng người động thủ mới xuất hiện phong nếu hành nghe ta nói xong khẽ lắc đầu nói ngươi phân tích rất có đạo lý chính là vương đồ tể đến bây giờ cũng chưa có thể hồi hồn có phải hay không còn có chút giải thích không thông a à. ta trầm giọng nói đây cũng là ta vẫn luôn không lộng minh bạch địa phương cho nên ta yêu cầu thời gian đem vương đồ tể cấp cứu trở về tới lúc này ta tuyệt không có thể làm những cái đó công chứng viên tiến vào làm loạn một hơi bọn họ giữa khả năng có bạch gia người cũng có thể sẽ trực tiếp phán định ta thua trận. Vô luận là loại nào tình huống, ta đều sẽ bị lâm vào tuyệt đối bị động hoàn cảnh. Cho nên, ta thà rằng giết người, cũng không thể làm cho bọn họ xông vào vương gia đại trạch. Phong nếu hành cũng minh bạch ta dụng tâm, nhưng nàng lại lo lắng nói, ba ngày thời gian, ngươi có thể giải quyết vương gia nguy cơ sao? Bạch hàng phi chưa thức ấy, cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, chính hắn lại có thể lập với bất bại chi địa. Vô luận là ngụy quân dũng cùng vương đồ tể ai đã chết, hai giới đường đều sẽ bị phán thua lần này ta có thể không cho công chứng viên vào cửa chờ bọn họ lại đến thời điểm ta lại như thế nào ngăn cản thua đánh thắng muốn chết không nhận trướng sự tình ta làm được nhưng là ta dám như vậy làm lời nói hai giới đường liền sẽ ở trên giang hồ danh dự quét rác về sau không ai dám cùng hai giới đường làm buôn bán có lẽ cũng không tồn tại về sau địa phủ đối mượn mệnh người tín dụng cũng cực kỳ coi trọng địa phủ có thể cho phép mượn mệnh người thất thủ lại sẽ không chịu đựng mượn mệnh người thất tính ta dám quyệt nợ liền tính văn thần một hệ quan lại không thu thập ta, hai vị tổ sư gia cũng sẽ thanh lý môn hộ. Phải biết rằng, hai vị tổ sư gia nhất nhìn trúng tin, nghĩa hai chữ, ta không nghĩ bị hai người bọn họ chụp chết, hoặc là là ở trong vòng ba ngày phá cục, hoặc là là ở ba ngày sau nhận thua. Ta cười triều điếu thuốc, không phải còn có ba ngày sau. Sợ cái gì? Nói không chừng, vương đồ tể quá một lát liền tỉnh. Hy vọng đi. Phong nếu hành sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kia căng thiêu hủy hơn phân nửa hoàng hương. Ta mặt ngoài trấn định tự nhiên, thậm chí còn có thể cùng Diệp Dương, Phong nếu hành nói giỡn vài câu, trong lòng bàn tay lại là nhéo đem hẳn. Chúng ta cuối cùng chuyển cơ đều tại đây một nén nhang thời gian, một nén nhang trong vòng, vương đồ tể, ngụy quân dũng chỉ cần có một người không thể hồi hồn, chúng ta chẳng khác nào thua đánh cuộc. Chính là, chúng ta ai cũng tả hữu không được hiện tại cục diện, có chút bí thuật, thuật sĩ có thể sử dụng, thành bại lại chỉ có thể nhìn bầu trời. Tỷ như, thất tinh tục mệnh thuật, tỷ như, hiện tại hồi hồn thuật chúng ta có thể làm cũng chỉ có thủ hoàng hương, chờ đợi ông trời an bài. Chương 456, Vương gia đại trạch. Trong phòng bốc cháy lên hoàng hương, mắt thấy còn có hai tất tả hữu thời điểm, Ngụy Quân Dũng động, đối phương hẳn là đã khôi phục thần trí, lại không mở to mắt. Hắn là cố ý không trợn mắt. Ta nhàn nhạt nói, các ngươi nói, Ngụy Quân Dũng đến tột cùng là thật chọc phải phiền toái, vẫn là Bạch Hàng Phi cố ý an bài. Ngụy Quân Dũng gương mặt run rẩy hai hạ, hiển nhiên là bị ta nói cấp sợ tới mức không nhẹ phong nếu hành nhẹ giọng nói ta cảm thấy ngụy quân dũng gặp gỡ phiền toái là thật sự hắn gia làm hắn tìm vương đồ tể lại là giả hắn vẫn là cái hài tử lại không luyện qua công phu có thể ở hai ngày trong vòng đi bộ đến vương gia phụ cận thuyết minh ngụy gia trụ đến không tính quá xa liền số học nói công chứng viên không làm điều tra chúng ta cũng sẽ chính mình lộng tình báo ngụy gia ngộ không gặp gỡ phiền toái chịu không nổi tế ra ngụy gia sự tình khẳng định là thật sự nhưng là ta cảm thấy ngụy lão đầu chưa chắc là làm hắn tìm vương đồ tể cho nên ta nói chỉ có một nửa là thật sự ta cảm thấy hẳn là bạch hàng phi giữa đường gặp gỡ ngụy quân dũng đem hắn cấp lừa lại đây nếu không ngụy quân dũng sẽ không trở thành bạch hàng phi một viên quân cờ hài tử vẫn là quá tiểu ta lắc đầu nói bạch hàng phi căn bản là không nghĩ tới muốn cho đứa nhỏ này tồn tại đuổi giết ngụy quân dũng tà vật không có tới bạch hàng phi liền chính mình đối đứa nhỏ này hạ tay ngụy quân dũng đã chết tự hồ mới phù hợp nhất bạch hàng phi ích lợi bất quá ta giọng nói một đốn nói ta tổng cảm thấy bạch hàng phi kỳ thật là ở theo ngụy gia manh mối đang tìm cái gì đồ vật diệp dương gật đầu nói ta cấp ngụy quân dũng phá chú thời điểm xác thật cảm giác được hai đoạn nhân quả chi lực ở cùng ngụy quân dũng dây dưa một đoạn đến từ hắn huyết mạch mặt khác một đoạn đến từ bạch hàng phi hơn nữa hai loại nhân quả còn ở va chạm nói rõ hàng phi xác thật là ở đối phó ngụy gia đối đầu diệp dương nói đến lúc này chuyện vừa chuyển nếu chúng ta động thủ nói có lẽ ngụy quân dũng gia gia còn có điều sinh lộ bạch hàng phi ha hả. Diệp Dương đang ở nói chuyện thời điểm, vương đồ tể ngón tay đột nhiên rung động hai hạ, ta chạy nhanh đứng dậy gần sát đối phương, sư tỷ, ngươi thế nào? Vương đồ tể trong miệng phát ra một tia mỏng manh thanh âm, trong nhà. Liền lại không có động tĩnh. Phong nếu hành duỗi tay thử một chút đối phương mạch đập, người còn sống. Ngươi không phải đã đem hồn phách cấp đánh đi trở về sao? Nàng như thế nào còn vẫn chưa tỉnh lại? Ta lắc đầu nói, ta đánh trở về hẳn là chỉ là nàng tam hồn chi nhất. Nàng hồn phách không được đầy đủ, tự nhiên vẫn chưa tỉnh lại ta phỏng chừng vương đồ tể bị tập kích thời điểm đối phương hẳn là muốn nhất cử đánh tan vương đồ tể hồn phách vương đồ tể lúc ấy ở tránh cũng không thể tránh dưới tình huống dùng nhất chiêu chết trung cầu sống biện pháp chính mình tan tam hồn ta dùng tay trái làm ra thu đao hình dạng hướng chính mình tay phải trong lòng so qua đi lúc ấy đối phương công kích quá cường vương đồ tể không dám đón đỡ tản ra tam hồn tránh thoát một kiếp lúc sau lập tức làm tam hồn từng người đào tẩu trong đó một hồn ra tới nhắc nhở chúng ta mặt khác hai hồn còn ở vương gia đại trạch. Phong nếu hành đạo, ý của ngươi là, cái kia công chứng viên lên núi thời điểm, xuất hiện ở trên sơn đạo quỷ hồn là vương đồ tể bản nhân. Không đúng rồi. Phong nếu hành lập tức liền phủ định ý nghĩ của chính mình, nếu, đó là vương đồ tể, hắn hẳn là giúp ngươi, mà không phải cố ý bại lộ chính mình. Làm ngươi lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ta gật đầu nói, cho nên, vương gia đại trạch bên trong khẳng định còn có khác quỷ hồn. Tỷ như bị Diệp Dương xử lý cái kia lấy gậy gộc gia hỏa, hắn nên là đi theo vương gia quan tài một khối tiến vào người. Bạch gia tổng cộng còn trở về năm khẩu quan tài, hiện tại xem ít nhất hai khẩu quan tài có vấn đề. Ta thanh âm một đốn nói, như vậy, phong nếu hành, ngươi ở chỗ này nhìn ngụy quân dũng cùng vương đồ tể. Lãnh cẩu, ngươi đi xem kia năm khẩu quan tài đến tục cùng là cái gì tên tuổi. Ta đi tìm vương đồ tể. Ta nói chuyện chi gian nhìn nhìn biểu, hiện tại khoảng cách hừng đông còn có hai cái giờ, hừng đông phía trước, không chỉ có là chúng ta phản kích thời điểm, cũng là những cái đó quỷ hồn đối chúng ta ra tay thời điểm, mọi người đều cẩn thận một chút. Ta cùng Diệp Dương đồng thời từ ánh trăng trong môn bước vào vương gia hậu viện. Diệp Dương bước chân dừng lại, nâng lên tay tới bắt tay thành quyền đặt ở ta trước mặt, ta không thể hiểu được dùng nắm tay cùng hắn đối chạm vào một chút, không nghĩ tới, Diệp Dương thế nhưng phiên nổi lên hắn Diệp Thị xem thường, lắc đầu hướng bên trái đại môn nơi đó đi rồi. Diệp Dương có ý tứ gì? Không phải muốn cùng ta chạm vào quyền cố lên. Ta hướng chính mình trên nắm tay nhìn một chút lúc sau, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, bước nhanh đi hướng Diệp Dương tương phản phương hướng. Ta đang xem vương gia bản đồ thời điểm, liền phát hiện vương gia nội viện trung gian tu một mụn giếng, dựa theo phong thủy tới nói, kia khẩu giếng xuất hiện vị trí đúng là phong thủy thượng tối kỵ. Nếu đem vương gia chỉnh thể so sánh một cái chậu châu báu nói, kia khẩu giếng chẳng khác nào là ở chậu châu báu chính giữa chui một cái lỗ thủng. Chẳng những tụ không được tài, hơn nữa sẽ tiết vương gia khí vận. Đồ môn vương gia lại nói như thế nào cũng là thuộc đạo môn phái, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cho nên, kia khẩu giếng rất có khả năng chính là vương gia cơ mật trung tâm nơi, vương đồ tể tưởng tàng nói, nhất định sẽ hướng an toàn nhất địa phương đi, nơi đó cũng là vương đồ tể có khả năng nhất ẩn thân địa phương. Chương 457, giếng có người. Từ ta phương hướng đi phía trước đi qua một đạo tường chính là vương gia trung tâm nơi, bản vẽ trung kia khẩu giếng liền ở cái này vị trí. Nhưng ta nhìn đến lại chỉ là một tòa trống rỗng sân, trên mặt đất đừng nói là giếng, ngay cả khoan một chút gạch phùng đều tìm không thấy một cái ta ở trong sân liên tục xoay vài vòng lại ngừng lại, lại bị Bạch Hàng Phi chiếm cứ tiên cơ. Bạch Hàng Phi đối vương gia phi thường hiểu biết, ta hoài nghi ở âm ti mật lệnh còn không có hạ phát phía trước, hắn cũng đã đã biết, ta có thể nhận được cái gì nhiệm vụ. Bằng không, Bạch Hàng Phi sẽ không trước tiên xúi dục vương đồ tể bên người kia chỉ mèo đen. Càng không thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian bố trí ra một cái gần như hoàng mỹ sát cục. Hắn hẳn là đã tính tới rồi ám sát vương đồ tể thất thủ lúc sau kết quả, cũng suy tính tới rồi vương đồ tể hồn phách sẽ trốn đến địa phương nào đây là bạch hàng phi trước hủy diệt rồi mèo đen nội đang nguyên nhân bởi vì mèo đen chính là mở ra giếng nước chìa khóa hắn sợ mèo đen không chịu nổi ta nghiêm hình bức cung lại lần nữa phản chiến giúp ta đi tìm vương đồ tể ta tiến vương gia sơn môn thời điểm là một quy một xà tạo thành huyền vũ chi tướng đẩy ra trong viện cuối say đem chúng ta tiến cử vương gia sơn môn vương gia giấu kín kia nước miếng giếng thủ pháp hẳn là cùng huyền vũ đẩy cửa cùng ra một triệt vương gia duy nhất linh thú chính là kia chỉ mèo đen mèo đen phế đi còn có ai có thể giúp ta mở cửa ta muốn hạ giếng phải cường công làm như vậy kết quả chính là ta trước biến thành vương gia cơ quan sống bia ngắm này liền khó làm ta đứng ở giữa sân hít sâu một hơi lúc sau chính mình trước bật cười lên ta vì cái gì muốn rối rắm sinh tử đơn giản là ta nuốt không dưới bị bạch hàng phi tính kế khẩu khí này ta không khai bí cảnh khẩu khí này liền vĩnh viễn ra không được lại nói ta vì cái gì muốn xen vào vương gia sự tình là bởi vì bất tử cương thiếu vương gia nhân tình nợ sư phụ thiếu nợ đồ đệ còn tiền thiên kinh địa nghĩa sư phụ ta khúc mặt tuy rằng không nói cho ta năm đó chính quỷ xuống núi vì cái gì vừa đi không trở về nhưng là ta cũng có thể đoán được đó là vì giúp ta trắng tay chính quỷ có thể vì ta hôi phi yên diệt ta vì cái gì không thể vì bọn họ đánh cuộc mệnh bất tử cương cũng là sư phụ ta bất tử cương này ba chữ ở ta trong ốc giữa chợt lóe mà qua lúc sau ta đôi mắt đi theo sáng người ta người vào không được ngầm bí tán vì cái gì không thử xem bất tử cương di hồn bí pháp nếu là vương gia đáy giếng cũng có một khối cương thi ta hoàn toàn có thể đem hồn phách đổi đến hắn trên người tuy rằng loại này xác suất quá thấp di hồn lại là ta tiến vào mật thất duy nhất biện pháp ta phía trước phía sau phỏng đoán vài lần mới đứng ở ta cho rằng có khả năng nhất là miệng giếng vị trí thượng đôi tay kết thành chú ấn cao cao nâng lên chân phải bỗng nhiên dậm hướng mặt đất ta dưới chân bụi đất nổi lên bốn phía chi gian trên mặt đất gạch xanh cũng lấy ta bàn chân vì trung tâm bát phương rạn nứt từ ta gan bàn chân trung lộ ra chân khí thẳng vào dưới nền đất ta hồn phách cũng theo chân khí trốn vào ngầm. Hồn phách ly thể, trên mặt đất cũng chỉ dư lại một bức tay kết chú ấn, chân xuống đất mặt thể xác. Cùng lúc đó, một đạo thân xuyên sườn xám hồng ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở viện môn ở ngoài. Đối phương cùng ta thể xác trạm thành một cái thẳng tắp, nhưng vẫn không nói bất động, ánh mắt lạnh lùng ở ta trên người qua lại nhìn quét, như vậy giống như là ở phán đoán, ta đến tột cùng có phải hay không hồn phách ly thể. Vài giây lúc sau, ngoài cửa hồng ảnh mảnh vừa nhấc đầu, hai mắt như đao tỏa định mục tiêu, ngay sau đó giang hồng ảnh liền ở trước cửa chợt lóe mà đi ta lưu tại mặt đất thân hình lại hơi hơi dịch khai mũi chân kết thành chú ấn mười ngón cũng ở từng cây dịch khai nguyên lai vị trí không bao lâu ta thân hình liền ở trong sân chuyển qua thân tới bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng hướng đi đại môn chỉ là trong ánh mắt lại mang theo xưa nay chưa từng có âm lãnh người sáng suốt đều biết ta trên người đủ loại dị thường đều là âm hồn bám vào người biểu hiện nhưng là loại này biểu tượng cũng gần có thể liên tục một lát mà thôi chờ đến âm hồn thích ứng tân thân hình thuật sĩ không cần đồng thuật cũng khó coi ra trong đó dị thường. Người nọ vừa mới đi đến trước cửa, Diệp Dương liền để sau lưng đôi tay xuất hiện ở cửa, Lý Phách, ngươi tìm được người không có. Người nọ cả kinh lúc sau, con lập tức liền khôi phục trấn định. Bởi vì, hắn thấy Diệp Dương bối ở sau người đôi tay là bắt lấy trường kiếm trung đoạn, thanh kiếm hoành ở chính mình phía sau. Kiếm khách chỉ có cùng bằng hữu gặp mặt thời điểm, mới có thể như vậy lấy kiếm, kia không chỉ có là tỏ vẻ chính mình đối bằng hữu tuyệt đối tín nhiệm, cũng là một loại cực kỳ thả lỏng tư thái. Diệp Dương tuy rằng là kiếm không rời thân, nhưng là ở không có nhiệm vụ thời điểm, luôn luôn là như thế này ở trước mặt ta lấy kiếm. Người nọ cố ý cúi đầu nói, ta ở lượng sân, vừa rồi ta tìm lầm địa phương. Miệng giếng không ở ta đặt chân vị trí thượng. Ta phỏng chừng, là ta lượng sai rồi. Ta xem một chút. Diệp Dương hướng ta dẫm ra tới dấu chân nơi đó lúc đi, đối phương cũng ở Diệp Dương phía sau lặng lẽ rút ra chủy thủ, vô thanh vô tức đem chủy thủ dơ lên cao quá đỉnh, mũi đao thẳng chỉ Diệp Dương ngực. Diệp Dương lại vào lúc này cúi đầu xuống, người này một chân vị trí không sai, cơ quan đại khái là ở. Diệp Dương đem ngực hoàn toàn bại lộ ở đối phương trước mắt khi, người nọ trong tay đau đầu tiên là đi xuống trầm xuống, lập tức lại thu hồi lực đạo, hắn sợ chủy thủ thứ lạc tiếng gió khiến cho Diệp Dương cảnh giác, mới đổi thành chậm rãi áp lạc lưỡi đao. Chương 458, giếng có người nhị. Diệp Dương như là không biết phía sau nguy cơ đã đến, như cũ là cúi đầu nhìn trên mặt đất dấu chân, người có phải hay không lại nhìn lầm phong thủy, cái này mặc không phải mật thất là vương gia trung tâm người nọ trong tay chủy thủ hơi một đốn. diệp dương lại lần nữa nói cái này lỗ thủng nhìn như lậu tài trên thực tế là giếng dũng cục dùng hảo nói tài phú sẽ như là giếng phun giống nhau từ ngầm phun trào mà ra nếu là không tính sai nói cái này mặc hẳn là vương gia giam giữ hoặc là nuôi dưỡng yêu thú địa phương lý phách ngươi không phải sẽ di hồn thuật sao ngươi như thế nào không cho chính mình hồn phách từ nơi này xuyên tường đi xuống chiếm cứ yêu thú thân hình từ dưới hướng lên trên phá cục Diệp Dương nói chuyện Chi Giang đã ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay ấn dấu chân nói, ngươi vị trí lựa chọn không sai a. À? Ngươi. Diệp Dương nói chưa nói xong, trong viện đã xuất hiện ba điều cùng vương đồ tể giống nhau như đúc bóng người. Ba đạo hồng ảnh lấy bất đồng góc độ đem Diệp Dương vây quanh ở trung gian, lại đều ở tránh né Diệp Dương tầm mắt. Ba người mới vừa rơi xuống chân, Diệp Dương để sau lưng ở sau người đôi tay, mười ngón giận trương, nắm ở trong tay trường kiếm bốc ra trên mặt đất, đầu ngón tay thượng tuôn ra mười đạo kiếm khí lại phân biệt đánh hướng về phía bất đồng mục tiêu chỉ kiếm. Diệp Dương phía sau quỷ hồn kinh hô chưa lạc, đã bị kiếm khí xuyên thủng, lưỡng đạo bóng người lân hỏa ở Diệp Dương phía sau ầm ầm băng tán nháy mắt, bốn đạo kiếm khí cũng từ ta thân hình thượng nhập vào cơ thể mà qua, ta ngũ quan giữa lập tức chảy ra nhẹ nhẹ lân quan. Diệp Dương không ngừng sẽ dùng chỉ kiếm, nhất chiêu chi gian cương nhu cũng tế, minh ám đang xen, chỉ dựa vào chiêu thức ấy liền cũng đủ Diệp Dương coi rẻ nhất lưu kiếm khách. Diệp Dương không đợi thân thể của ta ngã quỵ, liền duỗi tay đem ta ôm ở trong ngực, thuận thế hướng trên vai một tháng, liên tục trên mặt đất dậm mấy đá, rút kiếm chạy tới phong nếu hành phương hướng. Khi đó, ta vừa mới khôi phục ý thức, liền nghe thấy Diệp Dương truyền đến ám hiệu. Ngươi biện pháp rất dùng được. Ta đem ngươi khiên đi rồi. Hắn đem ta khiên đi rồi. Ta còn không có đi ra ngoài. Ta theo bản năng duỗi tay tưởng hướng lên trên tiếp đón, không nghĩ tới thấy hai chỉ dương hoàng mau móng vuốt. Móng vuốt. Đây là cậu móng vuốt đi. Ta thử giật giật tay. Kết quả, khi hai chỉ cậu móng vuốt đi theo động hai hạ ta bám vào cẩu trên người. Vẫn là một con hoàng cẩu. Vương gia tổ tiên có bệnh sao? Đem một con cẩu luyện thành cương thi, đặt ở đáy giếng hạ. Ta lại như thế nào mắng vương gia tổ tiên cũng vô dụng, này phụ cận cũng không có cương thi cung ta lại lần nữa di hồn, ta chỉ có thể khống chế được hoàng cẩu đi phía trước đi. Ta không đi ra rất xa, liền từ dựng ở trên tường trong gương thấy một cái đầy mặt bất đắc dĩ, hai chân chấm đất hoàng cẩu. Gương bên cạnh còn giữ một hàng tự, bò đi, chính ngươi đáp ứng. Ta, đáp ứng bò đi không đúng này hành tự không phải để lại cho ta hẳn là để lại cho bất tử cương ta có tâm tiếp tục hai trảo chấm đất đi phía trước đi không nghĩ tới phía trước thông đạo bị người dùng gạch phong kín một nửa nhi cũng chỉ dư lại một cái cẩu có thể chui vào đi không gian ta không có biện pháp cũng chỉ có thể từ cái kia lỗ thông gió bò đi vào ta chân trước mới vừa vừa rơi xuống đất dưới chân gạch xanh liền thuận thế đi xuống trầm xuống cơ quan ta tức khắc đánh cái giật mình ta hiện tại ở một cái cẩu trên người đi đường đều lao lực còn có thể tránh thoát cơ quan sao? Ta còn không có tới kịp sau này lùi lại, trước mắt liền dâng lên một tòa phóng hoa hồng thạch đài, kia đài độ cao, vừa vặn đủ một cái cẩu bò lên trên đi. Ta dương mắt hướng trên thạch đài nhìn một chút, kia thúc hoa hồng bên cạnh còn phóng một trương lập bài, mặt trên viết, ngậm. Ngươi đáp ứng. Hảo đi. Bất tử cương, cái kia lão đông tây năm đó đều đáp ứng nhân gia cái gì? Chính hắn đáp ứng nhân gia sự tình, chính mình không tới, làm hại ta muốn đi ngậm hoa hồng. Ta phỏng chừng, ta không ngậm thượng kia thúc hoa cũng đi bất quá trước mắt thông đạo chỉ có thể bò lên trên đi đem bó hoa ngậm ở trong miệng ta cắn bó hoa kia một khắc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra ta nhất sợ hãi chính là vương gia tổ tiên cùng bất tử cương vì yêu sinh hận chờ ta đi vào không nói hai lời trước đem ta cấp diệt từ này chỉ bó hoa thượng xem vương gia tổ tiên chính là đối bất tử cương dư tình chưa dứt nàng sợ hoa hồng thứ trác đến bất tử cương miệng cố ý nhổ tiêu tốn thứ tuy rằng cương thi không biết đau nhưng là phóng hoa người vẫn là làm như vậy thuyết minh nàng cũng không oán hận quá bất tử cương ta ngậm hoa một đường chạy chậm đuổi hướng mật đạo chỗ sâu trong rốt cuộc thấy một người mặc áo cưới ngồi ở trên xe lăn nữ nhân không phải nói là cương thi đối phương trên mặt tuy rằng mang theo cương thi đặc có xanh trắng lại khó nén này sinh thời mỹ diễm đối phương hướng ta vẫy vẫy tay ta một đường chạy chậm đem hoa ngậm tới rồi đối phương trước mặt người nọ vươn tay tới bắt qua hoa tươi lại ở ta trên đầu sờ soạn hai hạ ngươi giúp hắn hoàn thành lời hứa đáng tiếc ngươi không phải hắn ngươi là hắn truyền nhân sao? Cương Thi hỏi xong những lời này lúc sau, chính mình không khỏi trước nở nụ cười, ta đã quên, cậu là không thể nói chuyện, ngươi há mồm. Ta không thể hiểu được hé miệng lúc sau, Cương Thi duỗi tay ở miệng chó điểm một chút, cái này ngươi có thể nói chuyện. Ta trước kia yêu thú không thể nói chuyện, là bởi vì chúng nó ít hầu cùng người bất đồng, yêu thú tu luyện đến trình độ nhất định, luyện hóa trong cổ họng một khối xương cốt, là có thể giống người giống nhau nói chuyện. Cương Thi vừa rồi kia một chút hẳn là chính là hóa đi mổ khối xương cốt chương 459, ta cùng cương thi có cái ước định. A. À. A, à, ta thử A à hai tiếng, tuy rằng cùng ta bản nhân nói chuyện thanh âm không rất giống, nhưng là cũng có thể nghe ra đó là tiếng người. Ta ngửa đầu nhìn về phía kia cụ cương thi, ta kêu lý phách, là bất tử cương truyền nhân. Cương thi trên người sát khí đột nhiên bùng nổ mà ra, ta còn ở không hề phòng bị dưới tình huống, bị đối phương trên người bạo khởi khí thế đánh bay tới rồi một mét có hơn, không chờ ta bò dậy, cương thi cũng đã xuất hiện ở ta trước mặt, duỗi tay bóp chặt ta cổ đem ta sách lên, ngươi không gọi hắn sư phụ. Ta giải dụ nói, bất tử cương nói, đó chính là một cái xưng hô, không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn chỉ làm ta kêu hắn bất tử cương. Cương thi hơi hơi trầm mặt lúc sau mới nói nói, cương thi thịt như thế nào làm? Ngươi ăn qua vài lần. Cương thi thịt là, ta nói xong cương thi thịt thực đơn mới trả lời nói, tính tiến tới vương gia lần này, ta chỉ ăn qua hai lần. Bất tử cương cùng ta nói, có thể nhớ kỹ cái này hương vị là được. Tương lai có một ngày. Xin lỗi cương thi chậm rãi buông ra bàn tay nhẹ nhàng đem ta đặt ở trên mặt đất hắn vẫn là bộ dáng cũ làm việc nhìn như bất cận nhân tình kỳ thật người khác đối hắn hảo hắn đối người khác hảo đều trang ở trong lòng cương thi mang theo thương cảm thấp giọng nói a hằng bất tử cương hiện tại còn hảo sao hắn khả năng không còn nữa ta không nghĩ đi lừa nàng càng không nghĩ cấp đối phương một cái viên không trở lại nói dối cương thi hơi thở quả nhiên lại lần nữa bùng nổ a hằng làm sao vậy ta đem chính mình lên núi học nghệ sư phụ cùng chính quỷ cho ta xuống núi trắng tai sự tình nói một lần, từ kia lúc sau, ta lại chưa thấy qua bất tử cương. Cương thi cười khổ một chút, hắn đại khái là đi rồi lại trốn đi. A Hằng là không nghĩ cùng ngươi từ biệt, mới không trở về núi. Bằng không, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được hắn sinh tử. A Hằng, sẽ không từ mà biệt, nhưng là sẽ không không nói cho ngươi, hắn sinh tử. Ta do dự mà nói, tiền bối, ta cảm thấy. Chúng ta có phải hay không hẳn là trước giải quyết vương gia vấn đề. Ta nhưng thật ra không ngại nghe một chút bất tử cương quá vãng, nhưng hiện tại không phải nói chuyện phím thời điểm, vương đồ tể hồn phách còn không có tìm được, vương gia nguy cơ còn không có giải trừ, ta tổng không thể cùng nàng ở chỗ này kéo việc nhà đi. Cương thi xua tay nói, ngươi không cần sốt ruột. Đô đô, đang ở mở ra bí tán cơ quan. Cơ quan khởi động, vương gia liền sẽ phòng thủ kiên cố. Chúng ta vừa lúc có thời gian trò chuyện. Hảo đi. Cương thi không nghĩ động, ta cũng chỉ có thể bồi nàng nói chuyện khi cụ cương thi tự hồ không phải đang nói chuyện với ta mà là ở lo chính mình hồi ức nàng cùng bất tử cương chuyện cũ ngươi tin tưởng người sẽ yêu cương thi sao ta thất thần nói cái này hẳn là khả năng đi cương thi nói ta cùng a hằng chính là nhân ái thượng cương thi ta không màng tất cả tưởng đi theo a hằng đi lưu lạc thiên nhai thậm chí là tìm một cái cổ mộ ẩn cư nhưng hắn lại lùi bước ta thật sự tưởng không rõ hung danh rõ ràng bất tử cương còn sẽ có lùi bước thời điểm hắn cho ta nói một đống đạo lý nhưng ta một câu đều nghe không vào, một lòng muốn cùng hắn đi, chẳng sợ hắn chỉ vào chính mình ngực, nói nơi đó không có nhân tâm, chỉ có một viên hư thối thi tâm. Ta còn là cuốn lấy hắn không bỏ, nói cái gì cũng không chịu rời đi hắn. Ta không nghĩ tới, đường đường bất tử cương thế nhưng sẽ gạt ta. Một cái nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không nuốt lời người lừa khởi người tới, thế nhưng liền đôi mắt đều không nháy mắt. Cương thi tươi cười mang theo một tia chua xót, kỳ thật, lúc ấy, ta cũng hoài nghi hắn ở gạt ta, ta hỏi hắn, nếu ngươi lừa ta làm sao bây giờ? hắn nói ngươi không phải sẽ nấu ăn sao ta dạy cho ngươi như thế nào làm cương thi ta nếu là lừa ngươi ngươi liền đem ta làm thành đồ ăn nhắm rượu ta đối hắn nói ngươi nếu là tới rồi thời gian không trở lại liền biến thành tiểu cẩu nhi tới đón ta a hằng cũng đáp ứng rồi a hằng ở dạy ta làm cương thi thời điểm ta thấy hắn rơi lệ nước mắt liền rớt ở kia viên bị cắt ra cương thi trong lòng cho nên kia viên cương thi tâm hương vị là khổ ta trước kia làm không hảo cương thi tâm chờ ta có thể làm tốt cương thi tâm thời điểm a hằng lại sẽ không tới cương thi nước mắt rốt cuộc hạ xuống lý phách ngươi nói ta còn có thể tái kiến a hằng sao ta nên như thế nào trả lời ta rất sớm trước kia liền hoài nghi quá chính quỷ đi theo sư phụ ta tất nhiên là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân đặc biệt là bất tử cương bất tử cương có thể chiếm cứ cương thi mà trọng sinh hắn tình nguyện đi làm một cái quỷ hồn cũng không đi tìm thể xác nhất định sẽ có không muốn người biết bí mật chẳng sợ ta là hắn truyền nhân đều không được Chẳng lẽ, thân thủ bóp tắt nàng cuối cùng một chút hy vọng sao? Nàng là vì bất tử cương mới đem chính mình luyện thành cương thi. Nàng biết người cùng cương thi không có khả năng bên nhau lâu dài, liền đem chính mình cấp luyện thành cương thi. Cương thi không có hồn phách, càng sẽ không có ký ức, nàng vì không quên bất tử cương, ở chính mình tồn tại thời điểm liền động thủ, người sống đi thừa nhận luyện thi thống khổ, đó là khó có thể tưởng tượng đau nhất. Ta chính không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, phía sau truyền đến một trận cơ quan chuyển động tiếng vang, miệng giếng bị người mở ra. Cương Thi nhàn nhạt nói, ngươi không cần trả lời ta, đi tìm ngươi bằng hữu đi. Vương gia tuy rằng nhân tài điêu tàn, nhưng cũng sẽ không nhậm người khi dễ, tìm ngươi bằng hữu, làm chuyện của ngươi nhi, vương gia bên này có ta ở đây. Chương 460, yêu nghiệp đừng chạy. Tạ tiền bối. Ta hướng Cương Thi làm thi lễ, xoay người hướng miệng giếng phương hướng chạy trở về. Khi đó, ta còn không biết, chính mình ở cùng Cương Thi nói chuyện thời điểm, phong nếu hành bên kia đã gặp gỡ nguy cơ. Ta cùng Diệp Dương rời đi không lâu, trong phòng ánh đèn liền không lý do chớp động một chút. Bởi vì, Ngụy Quân Dũng, Vương Đồ tể hồn phách không xong, vì cho bọn hắn bảo vệ cho hồn, trong phòng dùng vẫn là đèn dầu. Phong nếu hành quay đầu lại nhìn lên, trên bàn ngọn đèn dầu giống như là bị người gợi lên giống nhau, hướng cửa phương hướng trên chết. Quỷ hồn thổi đèn, tất nhiên là ở cùng ngọn lửa tương phản phương hướng. Quỷ hồn lộng đèn, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, đều là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Rất nhiều người cảm thấy, có đèn điện lúc sau, liền không có âm hồn diệt đèn sự tình thực tế không phải như vậy, đèn điện quỷ hồn giống nhau có thể diệt, chờ ngươi thấy không có mặt khác đồ vật che đậy tình huống, đèn điện hai sườn ánh sáng có minh có ám, hoặc là tranh tối tranh sáng thời điểm, đó chính là quỷ hồn duỗi tay chặn ánh đèn. Chờ đến hắn bàn tay khép lại, ánh đèn tắt thời điểm, trong bóng đêm nhiều ra tới cái tay kia, cũng liền ly ngươi không xa. Phong nếu hành chậm rãi đi hướng bên cạnh bàn, như đau lãnh mang cũng từ nàng trong mắt tứ tán mà ra. Phong nếu hành tuy rằng không giống ta cùng Diệp Dương giống nhau tu luyện quá đồng thuật, nhưng là hai mắt giống nhau có thể xuyên thấu âm dương nhưng là phong nếu hành có thể thấy trên bàn ngọn đèn dầu ở động lại nhìn không thấy bên cạnh bàn có người khi nói vô hình âm phong không phải quỷ hồn thổi đèn hỏa sẽ là cái gì phong nếu hành lại hướng bên cạnh bàn tới gần một bước khi lại thấy cái bàn mặt sau lộ ra một đạo lưng đối phương giống như là ở cùng phong nếu hành chơi trốn tìm giống nhau đem thân mình cấp nằm ở cái bàn phía dưới rồi lại cố ý làm phong nếu hành thấy chính mình phía sau lưng bạch y gậy gộc tiên Phong nếu hành cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia đuổi giết ngụy quân dũng gậy gộc tiên. Phong nếu biết không động thanh sắc nhẹ nhàng chấn động một chút cánh tay, tu la đoạn kiếm cũng từ nàng cổ tay áo trung chảy xuống mà ra, bị nàng cấp chọc vào trong tay. Phong nếu hành mặt khác một bàn tay lại cuộn lên hai ngón tay ở trên bàn gõ hai hạ. Cái bàn sau lưng bóng người chậm rãi dơ lên thân tới, cùng phong nếu hành đối diện ở một chỗ. Lúc này phong nếu hành mới chân chính thấy rõ đối phương gương mặt, người nọ nửa bên mặt đã bị thứ gì cấp đánh cái nát như, vài chỗ miệng vết thương đều đã thấy xương cốt mặt khác nửa bên mặt mình ở tóc phía dưới, căn bản nhìn không ra hắn vốn dĩ bộ dáng. Phong nếu hành duy nhất có thể thấy rõ chính là đối phương kia một miệng răng nanh, đối phương hàm răng căng căng dựng ngược, bén nhọn như đao, đang xen ở bên nhau rồi lại kín kẻ. Đối phương chỉ là cùng phong nếu hành nhìn nhau hai ba giây công phu, liền từ cái bàn phía dưới dơ lên một cây gậy gỗ. Khi căng toàn thân đen nhánh, cánh tay phẩm chất gậy gỗ, mới vừa vừa xuất hiện ở phong nếu hành trước mặt, dày đặc huyết tinh khí vị liền từ gậy gộc thượng phiêu tán mà ra đối phương gậy gộc không chỉ có không hề khí thế, thậm chí còn mang theo vài phần đắn đo không xong ý tứ. Thân kinh bách chiến phong nếu hành lại ở gậy gộc dựng ở không trung nháy mắt, không hề lý do một trận hoảng hốt. Phản ứng lại đây phong nếu hành, tay trái tu la đoạn kiếm chống lại bàn duyên, trong tay kình khí phát ra, một chất bàn dài tức khắc bị kiếm khí bị hư hao hai nửa, phong nếu hành cũng ở vỡ ra cái bàn trung gian lắc mình mà vào, trong tay kiếm thẳng bức đối phương giữa mày mà đi. Kiếm phong một quá, phong nếu hành mới phát hiện chính mình trước mắt không có một bóng người. Phong nếu hành thất thủ, không phải bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, mà là vừa rồi gậy gộc thượng phát ra huyết tinh, làm Phong nếu hành sinh ra ảo giác, nàng ra tay phía trước, đối diện người cũng đã đi rồi. Phong nếu hành còn không có phản ứng lại đây, lại cảm thấy kia cổ trí mạng huyết tinh, từ nàng sau lưng chui vào xoan mũi. Gậy gộc tiên ở nàng phía sau. Phong nếu hành thậm chí có thể cảm giác được người nọ ở chính mình phía sau chậm rãi dơ lên gậy gỗ, nhắm ngay chính mình cái gáy, mà nàng thân hình lại như là bị đinh ở giống nhau, chút nào vô pháp hoạt động nửa phần khóa chặt phong nếu hành đồ vật, không phải trận pháp, càng không phải oan hồn, mà là tàn lưu ở trong không khí huyết tinh. Gậy gộc tiên dịch khai thân hình, gậy gộc thượng cái loại này khí vị lại bị lưu tại tại chỗ, phong nếu hành lắc mình cấp tiến, vừa lúc một đầu chui vào đối phương gần trong gan tất bẫy rập, chờ nàng lại tưởng phản kích cũng đã không còn kịp rồi. Phong nếu trang phục thượng mồ hôi lạnh tích tích chảy xuống chi gian, Diệp Dương kiếm trích thanh cũng cách không tới. Gậy gỗ bị kiếm khí phách đoạn thanh âm chợt dựng lên chi gian, do gậy gộc bóng người lại hướng cửa sổ phương hướng phi lóe mà đi, Diệp Dương kiếm quang lần nữa bạo khởi, lưỡng đạo kiếm mang như bóng với hình đuổi sát đối thủ đánh hướng về phía cửa sổ. Bóng người, bóng kiếm, cơ hồ là ở cùng thời gian đụng phải pha lê. Ta đuổi tới trong viện khi, đầu tiên là thấy một bóng người xen lẫn trong bay tán loạn nổi lên bốn phía pha lê giữa phá cửa sổ mà ra, lưỡng đạo kiếm khí theo bóng người giận đánh trời cao. Ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị Diệp Dương nhất kiếm chém giết, lại không nghĩ rằng người nọ ở không trung đang xen hai tay nên hướng về phía Diệp Dương kiếm khí. Người nọ tiếng kêu thảm thiết khởi khi, hai chỉ bị dáng khuỷu tay chém đứt nhân thủ tung bay rơi xuống đất chi gian người nọ lại một khắc không đình lướt qua tường viện biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi diệp dương từ trong môn đuổi theo ra tới khi ánh mắt đầu tiên nhìn về phía không phải trèo tường chạy trốn bóng người mà là đem trường kiếm quả định ở ta trên người diệp dương ta mới vừa hô một tiếng diệp dương võ kiếm liền hướng ta trên đỉnh đầu bổ tới ta ở không hề phòng bị dưới tình huống vững chắc ăn hắn một chút đầu ván mắt hoa ngã quỵ ở trên mặt đất